Run. 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 Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nà Viên Nà Tiếp. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nà Viên Nà Tiếp. Và đây, sau biết bao nhiêu ngày chờ đợi thì hôm nay Nhi đã có thể dắt hai bà chó ra công viên dạo rồi. Trời ơi, đi hướng này nè. Hai bà này đúng thiệt là liền như cờ hó thiệt luôn á. Đây, bà xám này tên là Tommy, còn bà nâu này tên là Kenny. Đó, đặc biệt là cái con xám á, con Tommy á rất là lanh. Còn cái bà này thì thuộc dạng là hùa. Con xám làm gì thì bà làm theo đó. Con xám đi là bà đi theo, con xám chạy là bà chạy. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi thi chạy với chó. Run. Tôm chứ tôm, thì mới là trốn, chó. Trốn dưới à. Mẹ trốn rồi, mẹ mệt rồi. Rồi tao hát mày phóng lên được đây luôn á. Bà này là bà kiểu muốn làm đại ca á, bà luôn dẫn đầu. Còn bà này là đàn em. Con xám đi đâu thì con này đi theo đó. Chưa gì á mà bà đầm rồi. Bà này đang định hướng muốn đi sau này cho mình. Thật là một con chó có tương lai. Tâm. Mày chạy hồi mày cũng thấy mệt thôi à. Chó này về ba ba. Giống nhau ghê ha. Giống thiệt. Khác một cái mặt. Cái màu lông khác thôi chứ hai bà nhìn tựa tựa nhau à. Không á, chó giống như con chó. Đồng mát, trời má. Nó đam mê liếm lắm. Lúc mà nó mới về nhà là nó đã liếm mình một cái rồi, mà trong lúc mà nó liếm á mình bị giật mình á, mình đập đầu lên cái bàn luôn. Mình có ấn tượng rất là tốt về con này. Mày thì liếm, mình mày thì liếm. Được cái rất là hùa, bởi dân gian người ta hay kêu là hùa. Ok, bây giờ mình sẽ đi chơi tiếp nha. Đi con. Đi. Ok, bây giờ mình sẽ cho hai con chó chạy đua với nhau. Liệu là Tommy hay là Johnny sẽ thắng? Các bạn nhớ vote ở phần comment nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Mình đang chạy hướng nào ta? Ok. Đây. John, chuẩn này. John, đây. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3 chạy nha. 1, 2, bắt đầu. Má chạy ngược kìa. Run. Hai con mắm đây. Mình phải đứng ngoài sau mới được. Nhi sẽ là người đứng sau tất cả. Rồi, John chạy đi John. Chạy. Nó đã chạy qua vạn lý trường thành của anh Buôn. Vâng, kính thưa quý vị các bạn, sau hai hiệp chạy đua hết sức là căng thẳng thì bây giờ hai chiến sĩ của chúng tôi rất là mệt rồi, mà chỉ có người dắt chó ngồi nghỉ mệt thôi. Chó này vẫn không mệt. Đam mê lắm, sức bền lắm. Bái quýnh lộn lắm. Chị em trong nhà không hà. Thực ra hai con này là hai con chó đực. Mà tại mình thích thiết lập mối quan hệ chị em cho tụi nó. Này, bái đam mê nằm bất diệt lắm. Không thấy mệt hết mà vẫn nằm đó mà thở. Không biết tại sao.
Còn cái bàn thì sung sức lắm, lúc nào cũng muốn kiểu chạy dẫn đầu thôi. Tom, chào khán giả đi. Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với em Hoa Em Kịt. Mày nhìn tao với ánh mắt gì vậy? Nhưng cái ánh mắt rất là lạ. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu lùa bồ câu. Chanh đi. Tâm, lùa bồ câu nè, trời má nó dướng vậy rồi. Trời ơi. Chết, bồ câu kìa, chết. Tâm, mình lùa bồ câu. Chó lùa bồ câu, còn bên hồ bơi nữa. Tâm, còn bên hồ bơi nữa, Tâm. Mà tôm mì phải chạy xong mới bất động luôn rồi. Chào anh. Dạ. Con mắm này. Dạ. Thưa mọi người, đây là một buổi chiều mệt mỏi của NIN vì phải dắt hai bà chó này chạy đua với nhau. Cách đi dạo. Được thêm bà này rất là tăng động, bà hay chạy. Rồi bà thì bà hay hùa cho nên bà cũng chạy theo. Và rốt cuộc tôi phải chạy theo hai con chó, nắm hai con chó lại. Và kết quả là rất là mệt. Mà sờ mờ lờ luôn. Hai đứa có gì muốn nói không? Tao hết tụi bay nói hộ bố cái. Đây tụi mày nói tao cũng không biết đồng thao luôn. Thôi, bây giờ tụi mình về nhà thôi, mệt rồi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để NIN Kids sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Còn nếu các bạn muốn Nhi làm thêm video vì về Tommy và Johnny thì nhớ là comment dưới luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye. Sủa chào tạm biệt cái. Go. Cùng anh bao qua bao đại dương, cùng anh đi vươn ngang.